Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của con đường trung tâm xã của xã Vĩnh Thạnh đó mình. Đoạn này là gần trung tâm, gần chợ, gần cái quán cà phê rất là đẹp ấy, cà phê Coffee Sun. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị bạn số hình ảnh của con đường trung tâm xã đoạn gần chợ ga, cũng như em đang đứng đợi một chiếc xe để đi xe khách vậy. Thì hôm nay em mời cô chú chị bạn cùng em trải nghiệm. Trời ơi, tông nhau rồi, may quá không sao. May quá không sao, đi cẩn thận, từ từ thôi. Qua chợ đông đúc. Hết hồn à. Đường chợ chạy từ từ. Vô đường chợ đông đúc quá, đi xe qua lại rồi nguy hiểm, đi cẩn thận. Đoạn này gần trung tâm chợ ga cho nên là buôn bán hai bên đường nhiều vậy. Chỗ này cô còn bán đậu phộng nữa nè. Bán đậu phộng hả chị? Nhiều lon. 15.000 anh mua nửa ký cho nó rẻ. Nửa ký nhiều? 20. 20 hả? Rồi lấy đi. Đậu phộng ngon không? Bao ăn không? Hả? Bao ăn luôn hả? Mấy bữa trước ăn ngon quá mà. Dạ. Béo. Đậu phộng béo. Ăn ghiền luôn, cứ ăn miếng à. Đậu phộng này mình trồng hay mình mua mình về nấu? Mua về nấu hả? Mình mua ở đây luôn hả chị? Dạ, trong Phan Rang hả? À, ở trong đó hả, trong đậu phộng hả? Dạ. À, em gửi chị. Dạ, ở mình không có chỗ nào trồng hả ta? Đất mình làm thì còn đậu phộng ngon lắm nè chị, quý vị. Đậu phộng chiên mà dùng để nấu ăn á là nó cái hạt nó to và cái nó tới ba cái khất lận đó, nó nhiều khất lắm đó. Đậu phộng mà chiên để nấu lâm sản hạt bự là mới nấu ăn nó mới ngon. Chứ còn cái đậu phộng loại kia là chỉ dành để rang rồi thì nó không có ngon mà. Chất lượng. Cái đất nữa hả? Do đất á. Do đất á, cái đậu phộng nó cũng ngon hơn. Giống một phần do đất. Đây, chị bán 20 ngàn rẻ vậy. 20 ngàn là ăn đuối luôn. Dưới này, cô này cô bỏ sỉ. Cái này mà xuống dưới biển là mấy người bán dạo là bịch này không phải chắc phải 40. 40. Mà đậu phộng họ để lâu nữa, thường ở dưới biển họ bán họ để lâu đó. Ăn nó hôi lắm rồi. 20 rẻ ngon, mua ở chợ ở quê ăn. Ở đây có bán bánh bao nữa nè, đủ thứ hết, xiên que, bánh tráng trộn. Bên kia thì có trà tắc, rồi trà đào, nước ép, cà phê rang xay. Buổi chiều chiều có bún thịt nướng nữa. Dạ. Yeah, có ghép đi nữa hả? Đi qua bên đây. Đến. Đi. Xe tới rồi kìa. Tới tụt kìa. Rồi xe tới nè quý vị. Đậu chỗ kia nè, chỗ biệt thự anh. Có đem chai nước đi ghép cái giường vậy đây, từ từ nó đợi chứ sao đâu. Đậu chỗ đó nó trống trải. Em đang đi xe Trà Giang quý vị, xe 16 chỗ, xe Trà Giang 16 chỗ,
em sẽ đi tiến từ Nha Trang đi Bình Định. Mời cô chú chị bạn cùng trải nghiệm cùng em đi xe khách Trà Giang nha. 16 chỗ, đi mấy xe này ghế ngồi chắc cũng mệt lắm. Đây, lên xe con. Bỏ đồ vô. Bỏ đồ cái anh. Bỏ bớt sao đi. Ba lô không cần nè. Xách lên đùm đề không có chỗ ngồi á. Rồi, xe Trà Giang 77 Bình Định. 16 chỗ, 2 tấn 45. Rồi, cảm ơn anh. Đi thôi. Dạ. Phải không? Đồ chắc của cô trên đó. Chặt quá không? Chặt gì? Chặt quá không? Mày lạnh bữa đó đi anh, bữa bịt cái ống không để chạy đâu, thời gian sửa đó. Bịt mất hả? Vô. Ra nó sửa. Sáu mồ hôi luôn. Đi gió tự nhiên cho nó mát rồi. Nào có hư lấy số em nó này. Đây, đi xe khách 16 chỗ. Giờ em đang đi về Bình Định, đi tiến Nha Trang Bình Định. Xe này là ở buổi sáng là từ quê Bình Định họ vào đây, vào tới đây là tầm khoảng 10 giờ rưỡi sáng, rồi bắt đầu là đi đã khách ở bên Nha Trang, rồi bắt đầu từ Nha Trang về Bình Định tiếp. Nói chung là đi về trong ngày luôn, sáng đi trưa về, chiều tới nơi, tới nhà. Nha Trang đi Bình Định thì gần vậy, tầm khoảng 200 mấy cây. Xe phía sau là chở hàng này, phía sau bỏ hàng nhiều quá vậy. Mình ăn chỗ Phú Yên hả anh? Quán cóc ngon chứ bộ. Quán cóc nó ngon đấy chứ. Đoạn gì? Quen mặt anh rồi. Được anh tụi đặt chạy ké rồi đó, nhớ không? Anh không quen em chứ em quen anh rồi. Quen anh không nhớ em chứ em nhớ anh. lâu mới đi hiểu. Vài bữa nữa về lấy cá đem ra đây bán anh. Đi thường xuyên á. Hải sản Nha Trang mắc quá, về Bình Định lấy hải sản bán vậy vậy. Biết vậy, mới cầm xe. Tôi nghĩ cầm sách vô cho tới gì đâu. Nó vô đồ chơi mà ôm mang nhẹ. Vừa lái xuống không vừa lái rồi. Nó kiểu đó. Cậu áo ghép cho em mát. Lấy mũ á cho em mát này con. Rồi, con cũng muốn mang một cái ba lô riêng như đi phượt kìa. Có gì đâu, ba cái đồ chơi với sách xong. Đang có đứa ngủ ra luôn cho mát rồi nha. Mình về Bình Định khoảng mấy giờ anh? 3 giờ 3 rưỡi. Sớm vậy hả? 3 giờ 3 rưỡi tới á. Giờ 11 giờ. 12. 1. 2, 3. Tầm cỡ 4 tiếng tới vậy. Chúng hình của chú với bạn ngay tí này là góc con đường còn chồng với con đường 2/4 nữa vậy. Ngay chỗ này có công viên nè, bên kia là con đường 2/4. Xe đang bỏ đồ đạc tùm lum với vậy đó, nhiều quá, đồ quá nhiều luôn á, bỏ chiếc xe máy nữa. Là bộ bỏ trước mấy cái đồ sắt thép rồi bỏ xuống dưới trước à. Rồi ghế đồ này, mấy đồ này bỏ xuống dưới này.
Sách quần áo có bỏ vô luôn không? Vô luôn không? Đích xe 16 chỗ bỏ được xe máy luôn, vừa đẹp luôn ha. Chuyện nghe em vừa thích luôn. Quá đẹp. Đưa đây đâu? Em bỏ trước rồi, sao đâu? Bỏ chỗ ghế của em á. À còn hàng nữa hả? Anh cứ bỏ hết lên đi, em bỏ lên cho. Đứng đó bỏ qua được mà. Về ở đâu? Dạ về Bình Định á. Mấy cái đồ này nó lình khình quá, nó không có gọn chứ. Bôm đồ đem về làm gì mấy cái này. Lúc nào mà đem về á, đợi xe rộng rộng á, đem theo được. Để sao sáng tôi nói rồi mà. Cồng kềnh quá. Nghe. Yeah. Nói cho con đi chạy giờ nó chạy giờ mệt. Chạy giờ. Già nó nhịn chừng. Nó có đứa nào đi với tao nữa là chạy giờ nó cũng cần cần cái mệt. Nét nó yếu. Dạ. Khoảng chỗ yên này được không? Chỗ ba ga này. Nhét cái ba ga. Còn cái ghế với cái này nữa. Rồi. Ghế bản yên được này. Lấy ở phía trước á. Nóng nhiều xíu nha anh. Nóng nhiều và lấy em xíu nha anh. Coi có cái laptop rỗng ha. Bỏ ghế thử đi. Ghế nằm ngang luôn. Để vậy á, đúng rồi, nằm vậy đó. Thôi chồng luôn. Không có được mở cửa nữa nha. Mở cửa nữa là thấy vô cái lục bàn trên vô cửa. Cắn không? Cắn rồi, cắn vô rồi. Cắn nhẹ chân ghế này cũng cắn đấy chứ. Bỏ dừng đứng được không anh? Dừng đứng lòn không? Dừng đứng từ đây lên đây lòn không? Cắn cái càng xe rồi. Rồi lo rồi đó. Rồi. Chắc chuyên nghiệp quá. Chết rồi chưa. Chỗ nào nằm luôn hết chứ. Vỏ trái cây đâu mất không? Rồi xuất phát. Nóng quá. Trải nghiệm xe 16 chỗ. Rồi đi xuống tắm biển nha, mát cái đi tiếp nha bác tài.
đang trúng biển này. Có hết rồi mà. Cái biển Hòn Chồng tắm miếng rồi đi. Đây góc biển Hòn Chồng giao với con đường Phạm Văn Đồng. Đi đường biển qua Điện Biên Phủ. Này lên đó này, chạy Vĩnh Lương luôn đi cho nó mát. Biển Phạm Văn Đồng quá. Tới địa phận của Phú Yên hả? Thuộc xã Vạn Thọ của huyện Quảng Ninh rồi. Sắp tới hầm Cổ Mã rồi và hầm Đèo Cả. Giờ xe dừng để khách xuống ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đi tiếp. Đi tiếp qua đèo, đèo sẽ chui xuống dưới hầm vậy, chui xuống hầm Cổ Mã và hầm Đèo Cả. Đây là thuộc địa phận của quốc lộ 1A, thuộc xã Vạn Thọ của huyện Quảng Ninh. Xã Vạn Thọ của huyện Quảng Ninh. Ở chỗ này có một cái quán của cô Sen, quán cơm bình dân, cơm phần, cơm dĩa vậy. Xe tải rồi xe khách họ cũng dừng lại hại. Đây có cơm gì? Cơm thịt trứng, thịt kho trứng, đậu khuôn, cá, cá chiên với cá kho, rồi thịt gà kho sả. Rồi chả cá. Cái gì ta? Cái gì? Cho cơm sườn trứng đây. Hai đứa ra cái ngồi đi. Ra đây. Ra ngồi với em ghét. Ngồi đây. Quán cô Sen, quán này quán quen rồi. Xe khách này hay dừng đây để cho mọi người ăn. Quán bình dân. À, giống như là quán cóc à. Cây vậy? Cây xanh hả? Lộc Vừng hả? Đây đây nè. Cây gì tên gì đây? Cây thành phẩm. Đây là chỗ công ty. Cây thành phẩm là cây gì? Cây thành phẩm là cây. Nó không có nói cây gì hết. À. Bonsai à. Giống Lộc Vừng, chắc Lộc Vừng quá. Chắc Lộc Vừng quá. Con sườn trứng, ăn ngay. Còn mấy dĩa nữa? Con
Có mực nữa, mực với tôm. Có nhiêu tiền không? Một dĩa sườn trứng chả cá hả? Sườn trứng chả cá luôn. Còn sườn trứng chả cá đúng không? À. Chả cá Vạn Ninh nữa. Đặc sản á. Đặc sản Quảng Ninh. Ninh Hòa đặc sản nem, Vạn Ninh là đặc sản là chả cá. Các nhỏ nhỏ mẹ em ơi. Miếng chả cá bự vậy sao nhà cho mấy đứa nhỏ. Rồi. Rồi miếng chả cá dày dữ. Nước hả? À. Cô đây cũng xịn luôn không? Mệt quá ha ghét. Đi xe nhà khỏe rồi, đi xe người ta mệt quá ha. Xe khách mà họ chạy tốc độ nhanh. Hai nước đây con. Đó, mình phải lâu lâu mình trải nghiệm chứ. Cuộc sống có sướng có khổ chứ. Đó, lúc nào cũng đi xe ngon. Ngồi sao cho ba ngồi với coi. Đây ăn cơm quý vị. Mời quý vị ăn cơm nè. Ăn cơm vỉa hè. Ăn cơm xe dừng. Rồi. Ở Vạn Ninh, hiện tại đang ở Vạn Dì Thọ ha. Vạn Thọ, Vạn Ninh. Đặc sản chả cá Vạn Ninh nè. Cơm sườn trứng, chả cá. Đi xe ăn lập lập. Ăn lẹ chứ không xe chạy. Không, quán này ngon mà. Quán vỉa hè nhưng mà ngon. Rồi bán cho khách quen rồi nên là ngon quý vị, mời quý vị ạ. Thịt nướng cũng ngon. Chả cá Vạn Ninh đây. Xắt cho cục chả cá, chả bá lửa luôn. Chả cá nó dai cực kỳ luôn á. Đặc sản chả cá là Vạn Giả. Đặc sản nem là Ninh Hòa. Anh không ngủ một giấc là tới. Ăn trứng nữa không? Ăn trứng chiên không? Quán cóc nhỏ nhỏ vỉa hè nhưng mà ăn ngon. Tuyệt gì nữa. Nè, đây đây này. Đó anh ơi. Thường gì thường chỉ ghét. Bạn ơi bạn ra. Chả cá làm bự quá, dày quá.
Ừ. Ăn trứng đi. Dạ ăn thịt đang. Thịt nướng không? Đây dễ đây. Đây. Ăn xong rồi ra tiểu ra. Cơm nó hơi khô chứ thôi. Đồ ăn thì ngon, cơm hơi khô. Rồi. Kèm theo một dĩa sườn trứng với chả nữa nè. Sườn với chả, ngon. Hấp dẫn rồi. Nhưng sườn người ta nấu cũng đậm đà lắm đi. Gà cá miếng bự rồi. Rồi ăn đây. Ăn lên xe. Nó cũng mắc nữa.
cây sạc của nó không đã năm mình lấy bao nhiêu bây giờ năm bảy hết nó ba ngày mấy sao thì đây con thấp mà không cao đâu. Vấn đề là cái nó thấp nhưng mà so với những cây khác thì nó vẫn lâu hơn, như nó quay phim 1080 30 feet thì nó hơn cái thằng 2K đó, hơn 2K nữa luôn rồi, nét hơn đó. 2K thì sau quay 2K 60 feet của GoPro nó bằng nó 1080 30 feet đấy, mà nó mà quay 4K nữa là đẹp nữa. Nói đầu nó rồi.
lại. Lấy máu kéo lại. Rồi đi cúc chứ hò được trước rồi chứ ăn xong. Cũng nhiều bác như nhiều tiền quá. Xin bác một tờ. Nhiều không? Wow, nhiều tiền nhiều đã mua kiểu mút đuối luôn á. Giàu sáng thì mời cũng xấu mà. Giàu gơ quá. Giàu này đúng lắm chứ. Cũng xấu, cũng 8. Đây nó hạ rồi, giàu cũng hạ hơn chứ. Xanh hạ. Xanh cái dầu gần nhau 7 ngàn. Xanh 30 dầu 27. Dầu đen nhiêu? 27. 27 á. Dầu dữ vậy. Thì xanh 30. Sáng mai bè cũng rưỡi. Mấy bữa bè mốt mấy á. Xanh á hả? Dầu á. Dầu xanh bữa 33. Ủa xanh này hạ thì dầu phải hạ theo chứ. Chỗ sao lạc hả? À. Mình dưới nào? Biết, vô tranh vô thằng nào đây biết. Bây giờ nó đâu có ai tôi quay đâu, khỏi gì biết. Con đi để cho cậu con đi.